Thưa quý vị, hội thi dân vận khéo lần thứ nhất năm 2023 do Ban Dân vận Thành ủy chủ trì tổ chức đã chính thức khai mạc vào sáng nay, ngày 4 tháng 10. Tham dự khai mạc có Vụ trưởng, trưởng cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng, Đỗ Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy kiêm Trưởng ban Tổ chức hội thi Lê Văn Trung và Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Nhằm tiếp tục lan tỏa những cách làm dân vận khéo hiệu quả thiết thực đến từng cán bộ đảng viên nhân dân, được sự thống nhất của Thường trực Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi dân vận khéo thành phố Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2023. Phát biểu chào mừng hội thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, phong trào thi đua dân vận khéo là sự đổi mới về phương thức hoạt động của công tác dân vận. Thời gian qua, vẫn hết sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội đã triển khai thực hiện phong trào với các mô hình cụ thể, cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực ở từng cơ quan, đơn vị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Và hội thi lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hệ thống chính trị nhận thức được tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa của công tác dân vận. Lần đầu tiên, hội thi dân vận khéo được tổ chức cấp thành phố đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia của 19 đội thi thuộc các quận huyện và một đảng ủy trực thuộc thành ủy, 3 đơn vị lực lượng vũ trang thành phố, 4 tổ chức đoàn thể thành phố và 4 sở thành phố. Đối với đơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đến với hội thi hôm nay cũng đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng các phần thi với mong muốn là truyền đạt, truyền tải những cái thông điệp, những cái hoạt động, những cái mô hình của phong trào phụ nữ đến với hội thi nhằm góp phần vào thành công chung của hội thi dân vận khéo. Hội thi có 3 phần thi gồm chào hỏi kiến thức và tiểu phẩm. Nội dung thi bao gồm kết quả nổi bật trong công tác dân vận của đơn vị địa phương, kiến thức kỹ năng liên quan đến phong trào thi đua dân vận khéo, mục tiêu quan điểm của đảng về công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay, các tình huống câu chuyện xảy ra trên tất cả các lĩnh vực trong thực tế cuộc sống đã được giải quyết, xử lý, có cách làm dân vận tốt, hiệu quả, có sức lan tỏa, v.v. Qua theo dõi thì thấy rằng là hội thi là diễn ra rất là sôi nổi, cái nội dung rất là thiết thực và đội thi đến từ cơ sở Sào Bột Bàng thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố là cũng đã truyền tải được cái thông điệp trong cái công tác dân vận, vận động với quần chúng nhân dân nơi đơn vị đóng quân để mà làm sạch cái địa bàn cũng như là trong cái công tác là xây dựng cái vành đai an toàn để mà phòng chống thẩm lậu ma túy và thực hiện tốt cái công tác cai nghiện. Ban Dân vận Thành ủy mong muốn sau hội thi, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố, phong trào thi đua dân vận khéo với những phương thức dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm sẽ góp phần huy động sức mạnh tổng thể của người dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của thành phố. Hội thi diễn ra trong 2 ngày, ngày 4 và ngày 5 tháng 10 năm 2023.